trời ơi, nè phụ nữ á, về thiên chức của phụ nữ là phải làm đẹp. Năm thương ba mẹ em ạ. Hỏi câu rồi rồi ông phải đi kiếm em có biết đâu. Biết sao biết mấy chỗ nè. Tiền đó là tiền của ba mẹ em cực khổ làm ra đấy, làm ra lắm mà em phá cắt từng cái cọng lúa đó. Mà bây giờ em đi em lấy vậy, bây giờ em đi ăn chơi cái này hả kì? Cái này mà nếu như mấy ba mẹ em kia kiếm cái cục kỹ rồi tôi chỉ cho bắt nhỏ về đi. Nó biết cho nó hoài, bực bội quá đi. Cái gì? Em nói gì vậy kì? Sợ gặp anh chết vậy. Nhưng mà anh thấy em không thương ba mẹ em chút nào hết đấy. Ba mẹ em làm nông đó. Con này nó bị dở rồi ông ơi. Con này thở đi sâu hở. Em cúi xuống em lấy đồ đây. Thở sâu hở trước nè. Mà như cái quần em sao lạ vậy? Đâu có em cắt hả? Trời ơi. Ông ơi, tôi từ bữa giờ tôi bây giờ tôi mới suy nghĩ tôi đúc kết này, anh tính ra anh em mình giúp đỡ nó là một sai lầm đúng không ạ? Quá sai lầm rồi. Bây giờ nó có tiền nó đi kìa. May thì tôi nói là may là mình không có quyên góp cái gì á. Chính xác, không có giúp đỡ cái gì á, nếu không là mình bị ảnh hưởng rồi. Em biết vậy, bữa giờ để cho nó chết đói ở đây luôn đi. Tính ra là có tiền, bữa giờ tính ra là em dàn dựng lên là em lừa tụi anh rồi, tụi giúp đỡ em rồi. Trời ơi, lừa đâu mà lừa. Chứ đi. Chứ ở đâu mà trong nhà hoang. Chứ ở đâu trong nhà hoang em nói em này kia rồi người ta lừa em. Rồi ở trong nhà hoang mà ăn mặc đẹp để làm chi? Để làm gì vậy? Thì bữa đó bị mấy cái tội công an nó chi đụng với nó xét quá trốn đó, trốn rồi chạy ra đóng cho nó vài chục lận đi thóc ra ngoài rồi chạy ra đây luôn á, chán cái đời bữa giờ. Nhưng mà cái đó là tại em chứ không phải là không phải tại người ta. Mà em đổ thương người ta, mà đàn người kia coi chợ. Chán quá. Con nhỏ này đi đâu? Con phá quá ông ơi. Rồi ngồi xuống, tụi anh nói chuyện. Mẹ ở chút nào đâu. Ngồi. Trời ơi, chịu quá. Bữa giờ đi về nhà chôm tiền của ba mẹ lên đây. Rồi để ăn chơi xa đạo, mua đồ hiệu này, vàng vòng này. Mặc bộ đồ của mọi người thấy. Ngày xưa không có thì đi xin từng miếng ăn. Ừ. Mà bây giờ hở có tí tiền bắt đầu ông nhìn nó sắm sửa kìa. Từ chân lên trên đầu luôn. Sao mấy anh nhiều chuyện quá, mấy anh nó nhức đầu quá. Trời ơi trời, người ta có tiền, người ta sắm tiền chuyện của người ta. Sao mấy anh rảnh quá. Ông thấy chưa, ông không quá. Ông thấy con này nó ăn cháo đá bát chưa? Ăn cháo đá bát chưa? Sao em nói chuyện như vậy vậy thư kỳ? Anh không nói có. Em nói chuyện gì kỳ vậy? Tụi anh giúp anh hết hơi mà bây giờ em nói vậy hả? Em có biết là từ cái lúc mà em thoát khỏi cái động kia là tụi anh đã biết khổ vì em chừng nào. Giúp đỡ em mà giờ em đi chửi là tụi anh luôn. Bây giờ em có phá tiền của gia đình luôn. Nó đâu có thương gì ba mẹ đâu. Ông thấy ở nhà ba mẹ nó cắt từng cái cây lúa. Bán từng bao thóc để dành dụm. Lên đây ăn chơi. Xong rồi nó về nhà nó giả bộ chơi, nó tội nghiệp phát nó hút hết tiền lên đây luôn. Trời ơi. Chạy người ta đi. Mấy anh biết cái gì mà mấy anh nói? Cả trăm anh triệu. Nó hoài à. Trăm triệu. Nó không quá. Sao không biết? Cái này bọn anh thấy thương ba mẹ em thôi. Đúng. Thấy thương cho ba mẹ em thôi chứ. Làm cả năm mới được trăm triệu mà đem lên Sài Gòn nó ăn chơi chắc tán. Cái tiền đấy thì để mà lo mà tu trí mà làm ăn. Chứ không phải mua sắm sửa này làm đẹp để làm gì. Ê, tất cả những người làm đẹp cho đời trời. Nè phụ nữ á, về thiên chức của phụ nữ là phải làm đẹp. Làm đẹp bây giờ hiện tại như em tính ra em làm đẹp để em làm gì? Để em đi kiếm trai hả? Trời ơi, phụ nữ là phải đẹp, kiếm trai bây giờ mới làm đẹp hả? Mấy anh rảnh quá, ở không quá. Trời ơi. Mấy anh ở không quá. Đó, ông thấy nó chưa? Nó chọi đá luôn ông ơi. Ba mẹ thì ở nhà làm cực khổ, con bây giờ để lên trên này phá này, rồi vài bữa lại đi xin cơm nha. Vài bữa là bọn vài bữa là đi ra nhặt rác cái bà ăn này à. Bọn giang hồ đầu gấu nó mà tới nữa anh em mình không cứu đâu. Thôi để cho chết đói đây luôn. Tôi nghĩ là anh em mình nên bỏ cuộc đi. Cái này tôi nghĩ cái đầu nó bị cái gì em ơi. Con này cái đầu nó anh em mình hết nói nổi rồi. Bị cái gì rồi? Em về làm sao mà em có thể tốt lên được cái thư kỳ. Rồi sao không? Sao mấy anh nói như nhiều quá, chỉ của em biết cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai, sao mấy anh rảnh quá mấy anh hỏi em nói cái chỗ của em đúng là chỗ nào? Em về em ăn trộm tiền ba mẹ em mà em đúng hả? Hả? Kiếm lại mấy hồi. Em kiếm bằng cách nào? Cái cách nào về chuyện của người ta, em vốn rảnh quá. Vốn tự có. Em lại đi ra ngoài đường em đứng như vậy. Thôi em có đi đứng đường đâu, mày kiếm cách khác không ơi.
Ủa mà cái gì mà nói? Mà nếu như ba mẹ em có tiền như vậy thì cần gì phải mà em khổ sở đến mức độ vậy? Ờ. Trời em... ơi, hoàn cảnh của ông ta anh không hiểu đâu, mấy anh nói chuyện nhiều quá, mấy anh nói hoài, mệt quá. Gặp của mấy anh lúc nào cũng bị tra tấn hết trơn. Đấy, ông thấy chưa, bây giờ ông thấy nó ăn chào đá bát chưa, nó bảo bây giờ gặp anh em mình bị tra tấn kìa. Ông thấy nó chưa, giúp đỡ nó mấy bữa trước đó. Biết vậy cho nó chết đói, cho nó chết đói chết rét ở đây luôn đi. Gặp mấy anh lúc nào cũng bị tra tấn hết trơn. Tra tấn gì, người ta nói tốt cho, còn nói người ta tra tấn là sao? Ừ. Người ta dạy mà... những cái điều tốt. Nhưng mà ở nhà em cũng sướng mà sao lại em lại muốn ra cái cảnh nhà trời không ơi. Ở gì trời. Về nhà cho ở chung với cha mẹ mà sướng á thì đã không lang thang gì rồi. Thế trời ơi. Em nói về nhà em khổ ở chỗ nào? Trời ơi kìa. Thấy gì chứ không phải chị đâu. Trời ơi, không có hại cái gia đình đâu. Vậy không vậy nhưng mà gia đình em cũng đã cũng cho anh tiền mà chứ phải không cho anh tiền đâu, thấy không? Ôi, mấy anh không biết đâu, mấy anh không có hỏi nữa, mấy anh dài dòng quá, gặp mấy anh lúc nào cũng cha bóng hết trơn, ở không quá. Ôi, không quá anh lo chuyện đi lại đi hết đi. Con nhỏ tôi nghĩ cho nó ở đây cho nó chết đói luôn. Ờ phải mang đi đi cho trời ơi, gặp lúc nào cũng cha bóng hết trơn, mỏi quá. Đúng rồi, thế nào? Thì đúng rồi, giờ nó không phòng đâu, giờ nó hết rồi đó. Tôi không hiểu thôi. Bài lần sau mà giang hồ có tới đòi gì đừng kêu tụi anh giải cứu. Ừ. Này Kỳ ơi, anh nhắm chắc em 3-4 ngày nữa là em chết đói rồi đấy. Anh nói thật đấy. Tới đâu tới đó là sao? Nó cứ nghĩ là nó có cái vốn tự có của nó. Có vài đồng bắt đầu dở rộng dòng điệu sang chảnh ra. Rồi nếu giờ mà ba mẹ em tới kiếm em sao Kỳ? Trời ơi, mấy bây giờ đang đầu lo cái vấn đề đó đây nè. Ông bà cứ kiếm hoài chắc gặp bà chắc ba mẹ chứ chết quá, vừa chết quá. Đây đây đây, lại tôi nghĩ gặp ba mẹ đuổi về luôn. Thằng nào nó cho cái điện thoại cứ nhắn tin chắc chít được không rồi. Ờ. Đấy giờ nó có tiền không người mà không có tiền không nhưng mà có tiền mà điện thoại mấy hồi. Thấy tay nó không? Nó khinh thường anh em mình á, nhiều khi mày anh em mình tiền không bằng nó nữa. Trời ơi, mấy đi hết. Tôi nói mấy cái đi ở không quá, mấy anh lo chuyện bao động quá đi hết đi. Tôi nói mấy ông riêng nhỏ này tiền núi cho nó cũng tầm 10 ngàn là hết à. Đi hết đi. Trời ơi, mấy anh dài dòng quá. Gặp mấy anh không có cái gì mà gọi là tốt hết trơn. Có tới ngày chửi anh ta mà cứ gặp anh em mình cố gắng. Ông thấy nó ăn chào đá bát đi bây giờ. Nói như vậy còn gì để nói đâu. Thấy cái mặt nó quấn quá. Thôi anh mình khỏi giúp đi về. Kệ tôi giúp cái gì, giúp cái gì nữa bây giờ là cái này tôi thấy nghĩa là tôi muốn vạch coi thử là con người. Đấy bây giờ thì đó ông ấy bữa giờ anh em mình giúp đỡ nào, bây giờ nó có tí tiền bắt đầu nó ăn cháo ba bát anh em mình đó. Rồi mua giỏ 2-3 cái rồi. 20 cái giỏ, cái giỏ này nhiêu tiền? Trời ơi, giá tiền đó là chuyện của người ta thôi. Nè, đôi bông tai bao nhiêu tiền vậy? Nói vậy nó cái gì đó, thấy chưa? Bữa nay nói cái giọng mà giống kiểu giọng người có tiền nói ra mất giá trị. Cái giỏ này đồ giỏ nó có trăm mấy ngàn như vậy này. Cái này nhặt ngoài đồng rác ra đúng không? Cái ra đi. Cái này lượm chứ đâu. Tôi có vài đồng em ra dĩ cho anh. Tôi mấy ông muốn làm gì làm. Láo quá thật kỳ ơi. Con này bây giờ láo lắm, lắm. Ổn quá. Mấy ông muốn làm gì làm. Đi dùm cái đi. Thôi ừ ok. Đi dùm cái đi. Gặp mấy anh lúc nào cũng bị tra tấn, bị chửi giật. Đi anh không đi, anh ở đây anh quay. Em để tôi, anh đi về đó. Đi hết gì dùm cái đi. Trời đang lúc đầu muốn nhớ. Đang suy nghĩ chuyện gia đình mà gặp mấy ông này nó. Đây nè, giờ anh hỏi em nè. Ba mẹ em mất tiền cho em rồi mà thà mất tiền cho em á. Em ăn xài mở khách sạn sang trọng thì anh không nói đi. Em ăn xài riết được ra nhà họ mở làm sao? Không phải, gà nó trốn. Ai không, gà nó trốn. Trốn ai? Anh hỏi em trốn ai? Thì trốn bà đó. Trốn bà làm gì? Chạy ra gì? Nguyên nhân gì sao phải trốn? Tự thú luôn đi. Chạy ra đi. Chứ em xài của bà rồi, bà nghĩ giờ đem em về bà báo công an. Trời ơi, bà đánh chết á, bực quá công an gì. Giờ mấy anh không biết đâu, mấy anh là đang nhức đầu. Mà trốn ở đâu, trốn mà trốn ra nhà hoang làm sao? Trời ơi, mấy anh không biết đâu mà, mấy anh đi dẫn cái đi. Mà làm sao em biết, bà đi kiếm em. Trời ơi, bữa không biết ai nữa, tụi con không cách bản nào chỉ bà. Chị bà là chỗ mình hay đi tụ tập rồi đó, nói chuyện với bạn bè rồi đó. Chỉ nhà con nhỏ bạn kia, cái bắt đầu cái bỏ qua tới ổ, mấy đứa chạy cống cạn hết chưa. Không biết ai chỉ đó, biết được ai chỉ chết mẹ đó. Trời ơi.
rồi giọng giang hồ. Bây giờ em dắt tụi anh đi một vòng xem cái chỗ em ở như thế nào. Bây giờ có ổn không? Thôi bây giờ đang trong cái trạng thái là trốn. Bây giờ ổng không có tâm trạng. Nhưng mà em trốn ở đây em trốn được bả không? Trốn được ba mẹ em không? Nhưng mà để đầu tính tới đó đi. Thằng nào xé cái váy em vậy? Em quay lại coi. Đi trượt chân té rồi lo ra chạy trốn quá trượt chân té. Em quay lại coi cái váy mới mua mà sao lại rách đít rồi. Cái ta đi. Mới vừa ấy đó. Hả? Trời ơi, ba gượt té dắt cái gì nó tát á. Gượt hay là thằng nào xé? Ta nói rồi, đi trốn bà té. Chắc nó quay. Chắc muốn mày xé gì? Nhưng mà mẹ em có tới ra đây chưa? Hả, tới đây thì cũng chưa có tới đây. Vòng vòng ở ngoài khu kia, ngoài khu đó thì qua bước bay rồi. Nói chung là bà chưa vô tới đây, nhưng mà nói chung là ở đây không có ai. Rồi em suy nghĩ là nếu bà vô tới đây bà kiếm em thì em trốn đâu? Vậy thì lúc đó tính sao đi. Tính sao cái gì? Cắm đầu chạy. Cái gì đây Thư Kỳ? Cái gì đây? Cái gì thì cậy người ta đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Để coi nè. Trời ơi, em mua cái này làm gì thằng Kỳ Thư Kỳ? Trời ơi, nó nhỏ này. Nó trời ơi. Trời ơi, cái đó là cái gì vậy? Nó luôn đến mèo. Cái gô sở thích của em gì kỳ lạ vậy? Đâu coi thử ơi mấy anh con. Ê. Coi mẹ đây. Con này nó khát lắm rồi. Đây nè, coi đây nè. Con này nó thèm lắm rồi. Rách. Ôi giời. Đây coi con tình ơi. Ôi giời. Tôi nghĩ là không nên giúp con này nữa ông ơi. Người ta nhìn thấy không? Con này nó bị. Đó. Có vấn đề về tâm lý gì rồi? Không, cái này là anh hỏi thiệt là em có vấn đề tâm lý gì rồi đúng không? Trời ơi. Có mấy anh ở đây đứng đây một hồi á chứ. Tôi chấn thương sọ não bây giờ đó chứ đó mà chấn thương bị tâm lý cái gì? Ủa là sao? Lý do? Trời ơi, đang nhức đầu lắm, đang tìm cách làm sao để mà kiếm việc đi làm để mà chạy chữa có tiền đây nè. Em mà đi làm gì em anh nghe con này quen quá. Nhức đầu quá là gặp mấy anh. Em chỉ có làm cái đó thôi chứ làm cái gì nữa. Bây giờ tiền đâu mà em làm, em mà làm anh cùi á. Một khi dính vào cái đó rồi thì không thể nào mà đi làm công nhân hay cơ ấy được. Tại kiếm tiền dễ quá mà. Bây giờ thấy chat chip nè, chắc đang tiếp khách đâu ông ơi. Ừ. Hay là đang điều đào. À, bây giờ không có làm cho, đang suy nghĩ. Im giùm cái đi. Ôi trời. Trời ơi. Ôi chắc cũng bỏ cuộc rồi. Không sợ thì cứ giờ thấy em không sợ bé này nó khinh thường anh em mình quá. Có cần em cần đi bệnh viện để khám cái đầu em không vậy? À, mấy anh khám cái đầu mấy anh trước kìa, mấy anh rảnh quá, không quá. Đúng nó hoài à. Hay là đi chùa tiền đồ gì để cho tịnh tâm này bớt không? Lần sau ai tới bắt nạt thì đừng kêu tụi anh nha. Bực bội gì? Lúc đầu là có một cái thằng Grab nó tới nó bắt nạt rồi. Tụi anh nó giải cứu em, bây giờ em mới được như ngày hôm nay á. Rồi cái số tiền nợ nữa. Bây giờ là anh em bây giờ tính sao đây chứ tôi mệt lắm rồi, chắc tôi muốn đi về. Mệt nữa tôi cũng mệt lắm rồi. Mệt quá thì mấy anh nói hoài, đang suy nghĩ bộ đầu hết trơn mà mấy anh cứ nói hoài. Suy nghĩ cái gì? Giờ anh thấy là cái đầu em có vấn đề đó, ba mẹ em cũng chắc cũng bó tay đánh cơm với em rồi. Đều mấy rồi giờ mấy anh nói xong chưa? Đi kiếm chỗ nghỉ ngơi tới rồi, bây giờ không muốn nói gì nữa giờ hết trơn. Giờ có 5 người còn tiền không? Còn được nhiêu? Rồi. Xạo, anh không tin. Lục vỏ ra coi thử coi. Bây giờ tới rồi đó. Ê, em tính làm gì? Tới giờ lên rồi đó. Chi, cái này không quay được mọi người. Nó thấy nó lọt sàn ầu hết rồi. Em tính làm gì? Ui, con này nó khát tình không ơi. Nó kiếm lắm rồi. Trời. Ban ngày ban mặt nha, em đừng có làm cái trò đó tụi anh nha, tụi anh đang nghiêm túc đó nha. Ôi, tụi anh đang em nghiêm túc nha. Im lặng dùm một cái bây giờ. Miễn tiếp, không có nói chuyện với ai hết. Nó liên cơn nữa rồi, liên cơn rồi. Thôi đứng xa đó ra đi. Bây giờ em định làm gì? Làm gì tính sao đi trước mắt. Trước mắt chưa biết đâu. Trời ơi.
coi tới đây là thấy là bỏ cuộc thôi. Thì bây giờ ví dụ tụi anh không đến đây nữa chắc em cũng bình thường đúng không? Bình thường à, mấy anh tới hoài mới có vấn đề đấy. Nó đuổi khéo đó. Rồi đi về đi. Nó đuổi khéo rồi đó. Bỏ đi. Tôi không cứng cứu nữa đâu. Mệt rồi. Mấy ông sang chống tâm lý quá. Thì bà Phạm đang bầu cuối cuộc ở đây đang rối bời. Cái này là câu chuyện của em với liên quan đến tụi anh đâu mà đổ thừa. Sao đổ thừa anh thừa? Em gây ra em phải chịu chứ hay. Em gây ra em chịu đi chứ. Em muốn cái gì? Thì muốn cái gì thì mấy anh im lặng nhầm một cái. Ủa cái câu chuyện anh nói chuyện của em cứ đâu im lặng. Im cái gì mà im? Ơi à. Sao em lại được? Con này bị sao rồi? Nó đang lên cơn thèm. Ai kiếm mà tiền đâu trả không bả? Rồi ông bà ông bắt về nhà ha, sốt hơn. Thì bởi vì bây giờ mới đang trốn này nha. Em trốn rồi. Nhưng mà lần thứ mấy của em rồi? Mấy lần rồi? Có 2-3 lần gì ạ? Trời nghe mấy ông 2-3 lần. 2-3 lần một lần bao nhiêu tiền? Mẹ ơi, ông phải đi kiếm thôi chứ lấy có nhiều đó chứ nhiều đâu có. Nhiều đó thôi, nhiều đó là bao nhiêu? Mấy lần rồi, nói. Ôi, ông phải đi kiếm mấy lần chứ không phải là lấy tiền của ông phải mấy lần, biết không? Đi kiếm mấy lần hả? Nhưng mà anh hỏi là em lấy tiền của ông bà mấy lần rồi? Thì có 1 lần đó đó. Ủa, mới có 1 lần rồi hả? Ừ. Ủa sao hiền nhá, anh nghĩ em chắc 10 lần rồi đó. Ôi, mấy anh, đi hết, đi hết. Thôi, sao càng ngày càng lãm lắm ơi. Sao sao không ơi? Sao kỳ sao? Ngoài tâm lý nó bị bắt đầu phải không ơi? Thì bây giờ em muốn anh cho mượn tiền trả không? Hả? Muốn mượn tiền anh trả không? Không cũng cần đâu. Bây giờ mấy anh đi hết thì cho khỏe chút. Giờ đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì đó nghe coi. Hay suy nghĩ gì? Trời ơi, bây giờ đừng có nói nữa. Đang suy nghĩ coi nên làm gì. Thì bây giờ em nói đi, anh cho mượn tiền trả. Thôi không cần đâu. Trời ơi, số tiền lớn lắm á, mẹ em nói không cần. Đã được không? Đang suy tính con được. Tính gì? Thôi bây giờ mình nói chuyện vui vẻ với nhau đi thôi, mình tâm sự đi, em cứ nói đi, anh không nói chuyện nữa đâu. Em chia sẻ thử là em tính chuyện đó thiệt không? Đang suy nghĩ. Suy nghĩ cho nó đi. Thì nói ra coi thử anh thấy được không, rồi anh chỉ dẫn thêm cho. Cái gì đâu. Ổn không? Chỉ đi. Bây giờ á, chỉ đợi cho qua quán cà ra nó ổn qua về làm lại thôi. Làm rồi. Thấy chưa, tôi đã bảo là nó quay lại con đường cũ mà. Nó có chịu đi làm gì đâu. Em lấy của ba mẹ em, chừng nào em trả với lại là em lấy ở đâu ra em trả bây giờ. Thì bây giờ làm thì dành dụm thôi. Trời ơi. Tiền mà em lấy em xài cả 100 triệu hết. Mà em kêu dành dụm biết chừng nào em lấy là được 100 triệu em trả. Bây giờ nếu bây giờ dụ như bây giờ anh nói là bây giờ anh cho mượn đi rồi em theo anh. Hiểu không? Thôi bây giờ trước mắt cứ làm chuyện đi. Bây giờ trước mắt tại quán ổn ổn quay về làm. Thôi, chán thôi, thôi gì. Quán ổn ổn nữa, đợi quán ổn ổn nữa. Còn ngồi banh tháng banh đồ nữa, trời ơi, má ơi. Con nhỏ này thì chứ, nó hết thuốc rồi. Hết cứu rồi, tôi nói là hết cứu rồi. Nhưng mà anh suy nghĩ anh thấy nó giống như nó bị ăn. Giống như người đang ăn cắt lắm nhau. Sao có lúc này lúc nọ nhỉ? Nó giống người đang ăn cắt gì đó. Có cần phải đưa thầy bà rồi tới coi nó được không? Cái này giống kiểu chế đồ ấy. Ừ, mà cái kiểu này giống như con phi xà lơ, nó bị vậy rồi, không có ai đổ chị. Đi hết đi, trời ơi trời, đi hết đi. Đi hết đi. Ui là nước ơi, không được đâu. Không để ý rồi con, nãy tôi để ý nó từ đầu đến cuối nha. Nãy đừng nói chuyện, nó kiện nó cứ lầm ở một mình. Nó chọi đá tôi không rồi. Như nó có bị ai nhập nó nha. Chắc rồi. Con này giờ đỡ ương rồi. Bây giờ là không cứu được đâu ông ơi. Anh em mình báo công an cho nó dẹp mẹ đi. Báo công an đi. Em làm mấy cái nghề này
em năm nay em lấy cục gạch trên kia cái chỗ đó lại coi thư kỳ thấy là anh không có muốn nhận. Rồi rồi đi ra chỗ khác đi, mấy anh đi ra chỗ khác hết, đi hết lẹ lên liền, đi hết lẹ lên liền. Sang rồi mồi mồi nó ngồi bách nhau luôn rồi. Thì mọi người thấy không, đâu phải là cứ đi quay từ thiện muốn giúp là giúp đâu, đôi khi giúp chúng những cái hoàn cảnh mà nó lừa đảo, nó lợi dụng mình, nó lợi dụng lòng tốt người khác đó, rồi bắt đầu là đang chơi xa đọa, nó đỉ ra tùm lum tà la hết, nó đỉ ra 4-5 đứa con xong bắt đầu nó bắt xã hội nuôi, bắt anh em YouTube quay nuôi đó. Đây là cái cảnh tỉnh cho những cái mạnh thường quân mà thấy cứ thấy tốt, cứ thấy dạ thua là bắt đầu giúp đỡ vô đó. Thật sự đúng không? Đúng. Bỏ rồi. Nó đóng phim đóng kịch đó, rồi bắt đầu là cứ thấy tội tội, bắt đầu gửi tiền rót tiền gì cho nó. Toàn là dàn dựng lừa đảo anh em thôi. Anh chơi xa đỏ nó sung sướng bản thân nó xong bắt đầu nó kề khổ. Bây giờ nó cũng kề khổ đó. Lần sau rút kinh nghiệm anh em. Tôi là tôi không có nguyên gốc. Lần sau tôi chắc tôi rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ từ lâu rồi tôi không có nguyên gốc, tôi biết cái chút sống nó hiện như thế nào rồi, tôi cả sống chết mặt bay thôi. Có nhiều nữa. Kìa điện thoại gọi, ai gọi kìa. Ừ, nghe máy coi ai gọi. Trời, anh nào gọi. Ê ê, điện thoại của nó. Anh em cầm nhanh luôn đi con. Đi ra khoan hơn. Lại đây. Bây giờ đi hết. Thì tôi bấm tôi nghe thôi. Ai nghe ai gọi cũng không quan trọng cho nó. Bây giờ bất khả xâm hành đi hết đi. Bồ hỏi này. Thôi. Như bồ nó gọi ông ơi. Ôi kệ nó đi, bây giờ nó có hợp tác với anh em gì đâu. Nó tự tìm con đường khổ cho nó thôi, chứ ai là nó khổ đó đúng không? Tự mình chọn con đường khổ cho mình thôi thì phải gánh chịu trách nhiệm thôi. Thì tôi thấy là bây giờ hết nói nổi, nó tới vô nó cơn ngủ của nó rồi, thôi mình đâu còn gì để nói đâu. Thôi đi mấy ông ơi. Đi thiệt anh. Đi. Đó, bây giờ em ở nhà hoang này đó, mình em cục cõi luôn, em ở đó, em cũng suy nghĩ về cuộc đời của em nha. Suy nghĩ công việc của em, tự giúp đỡ, tự giúp em đi, tự tìm đường giúp em đi nha. Anh không có đồng chạm gì với em đâu. Trời ơi. Có thể trả lời đâu.